người. Ở nữa, chưa chưa năm người nào. Đúng không anh? Có con chết nè, nguyên chỗ này chết hết rồi nè. Đúng không anh ạ? Đám này chết hết rồi, nhưng mà có con, mấy con chưa ăn thì nó chưa chết. Mình cứ đặt từ từ để khoảng tầm 3. Cái này nó có độc hại đến người không anh? Con tí anh cho em xin tí em cho phòng ngủ nhá. Phòng ngủ chỗ nào? Phòng em bên kia thôi, nhưng mà nó bừa bộn lắm thì để em tự xịt. Nhưng mà phải con dán này không? Nó có 1-2 con hay ít hơn nữa. Dán lớn thì dùng cái thuốc khác đi. Nó phải đúng cái thuốc của nó. Vâng. Thế thôi. Giờ tiến lên pha ra.